kiểm tra rồi thì yên tâm. Liên vẫn đang ở trên nhà sao ấy? Anh nhận đi bán. Lên nha anh yêu thương. Bẩn đây rồi. Cô đây dây nó đấu nó có khác gì đâu hả? Chẳng qua nó chỉ là đấu thêm vào thôi chứ nó chia ra mà anh, nó chia ra thôi chứ thì vẫn là một cặp. Thay vì nó đấu chung ở loa thì nó đấu chung ở đi không hiểu không? Tức là nó chỉ bằng cách là nó truyền bằng hai dây thôi.